xin biết chào tất cả các bác. Thì hôm nay ôi ở ngoài đường người ta đã bán đầy hoa đào rồi các bác ơi. Đầy đào như này. Hà Nội này các bác này. Bán đầy hoa đào luôn các bác này. Đấy, các bác nào muốn mua hoa đào thì các bác ra Hà Đông Hà Nội nhá. Chỗ này là Ngọc Trục Hà Nội. Hà Đông Hà Nội. Thì hôm nay em còn đi lắp cho một bác đó là chú Chi. Chú ở Ngọc Trục. Ôi bên ngoài đường là bộ này với giá là 32 triệu 300 các bác nhá. Đấy. Và tí nữa em sẽ nói các thiết bị cho tất cả các bác cùng xem. Ở đây các bác có thể thấy nhiều đào không? Quá nhiều đào luôn các bác nhé. Tết đến nơi rồi. Đấy, các bác có nhu cầu mua những dàn karaoke thì các bác liên hệ trực tiếp bên em các bác nhé. Rồi, đến nơi thì em sẽ quay tiếp cho tất cả các bác cùng tham khảo. Giờ làng xóm đất chật, Hà Nội đất chật người đông. Rồi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Đất chật người đông. Xe phải để ngoài. Bên phải. Nguyên men bên phải. Vâng. Cái đường nó to. Mày có cái xe này quá. Bác chủ rất là nhiệt tình các bác nhá. Làm một phát hết bộ luôn. Ngồi hai bên. Vâng. Khá là xa các bác. Các bác có thể nhìn thấy. Bưởi diễn. Bưởi sai thế. Tít cuối ngõ kìa. Thật ra thì cái xe của em vào được. Nhưng mà cái vấn đề là nó sâu quá, nó không có chỗ để. Tí lại không sợ, sợ không quay đầu được. Là đi một đoạn khá là xa quá. 200m. Mày có bác chủ chứ không ý tắt điện luôn. Chưa nắng cháy, sợ gió núi, sợ sóng khơi. Bộ này thì có K10 thôi nhá. K10 này. DBS 510 Flut này, U66 này, tăng pin đốc các bác nhá. Đấy. Loa thì sử dụng FT1 KT15, nhiều cực 2, xúc KT18 các bác nhá. Tiếng rất sáng, rất bắt mic luôn. Sát loa được không? Lúc đẩy này thì mỗi kênh đánh một quả các bác nhá. Còn kênh này thì chập đánh súp. Đấy, BBKK 10 S510. Chờ ai đây? Đợi ai đây? Nghe núi kia gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Ok, những bác đồng bộ loa FT1, mic FT1. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho vào là cho cái đít này vào trước. Đấy, cái pin này là pin theo cái mic này thì không sạc được. Thì đây cứ ấn phát là lên. Rồi để này là nó tầm 3 phút là nó sẽ tự ngắt, tự tắt cho mình. Tự ngắt. Vâng, còn cái pin này là pin sạc này. Đấy. Pin sạc này thì mình cứ dùng, nếu mà hết thì mình lại sạc thôi. Nhưng mà với cái bộ mic này thì pin này nó bền lắm, dùng thoải mái luôn. Hầu như là anh hát cả tối cũng phải 2 tối thì mới hết được. Cái bộ này. Đây, cái thứ này. Cái quả này là không sạc được. Quả đấy thì không sạc được, quả đấy là quả theo của cái mic là chỉ là thử thôi. Cái đấy là chỉ là cái pin để thử mic thôi. Đấy, cái này thì anh cứ cắm vào cái ổ cắm nhà mình là được. Đấy, còn đâu với cái bộ này ấy, thì khi xong này
thì anh khóa hết về không, không anh tắt cái cục đẩy này đi cho em, tắt cái này, tắt cái này, hoặc là anh làm cái ổ tổng ấy, xong anh tắt một phát là xong luôn. Còn đâu khi bật lên là anh bật từ trên xuống này, bật này. Cái này ấn giữ đúng không? Vâng, cái này thì ấn giữ. Còn cái này thì cứ bật lên, xong mình vặn volume lên 12 giờ hết. Đấy, vặn hết lên volume lên 12 giờ. Thế thôi, nó cũng chả có gì khó cả. Đấy. To nhỏ thì bên em sẽ tặng anh cái sẽ có cái điều khiển này. Đấy. Cái điều khiển này thì mình sẽ có ví dụ như to nhỏ ở cái music thì mình có thể là lắp pin vào và cho to nhỏ. Được. Mic cũng vậy, mình muốn to nhỏ nhau, nhưng mà em cài đặt với chế độ này là ok rồi. Đấy là chắc là không cần phải to nhỏ, nhưng mà trừ khi những cái lúc mà mình ấy thì mình sử dụng thế thôi. Được. Đồ chọn mode này em có cài 4 chế độ cho mình thế thôi. Cái này thì rất đơn giản, anh cứ lắp pin vào sử dụng thôi. Còn cái này thì cứ anh lưu ý là cái này để 12 giờ này. Rồi. Đấy, cái này được cứ để 12 giờ. Những nút này kể cả vặn chán chê như này nhá, chán chê mê mỏi xong tắt đi. Xong mình bật lại thì nó lại về cái cũ. Cái đời này mà kể cả mình nghe nhạc không việc gì bật cài luôn. Vâng, nếu mà anh nghe nhạc thì anh không cần bật cái đấy. Đấy, thấy không? Cái này thì dù có vặn như nào nhưng khi mình bật tắt đi bật lại là nó cái này trong cái hiện cái em đặt rồi khóa rồi đúng không? Vâng, em khóa rồi. Bây giờ thì anh chỉ có thể là cho ví dụ là mic lên này. Đấy, music nhạc lên này, hoặc là anh cho vang nhẹ, anh muốn vang nhẹ nhiều thì anh tăng lên, còn không thì anh lại giảm xuống, còn không thì cứ để nguyên như của em. Về nếu mà xong thì tắt đi, bật lại thì nó lại về như nguyên của em, không ai có thể là can thiệp được. Đấy, còn đâu cục đẩy là anh cứ lên một phát là anh cho hết em luôn 12 giờ. Cái này thì hai cái này kênh này nó chập vào, thì để lên 12 giờ. Thế thôi, cái này không phải chỉnh nhiều. Cái này mình chỉnh, nếu bây giờ nó để như này à? Không, bây giờ cái này cái này cái núm này là vô cực, là vô cực thì mình chỉ để quan tâm đến cái này thôi. Đây này, quan tâm đây, đây. Đấy, cái volume thì không nói rồi. Vâng, cái volume thế nào nó như nhau, nó là vô cực đấy nha. Rồi, quan trọng là để đồng hồ kia đúng không? Vâng, chủ yếu là quan trọng cái này thôi. Đấy, mic to này, vang này. Mic này vang này, nhạc này, thế thôi. Nhưng mà đâu xong là anh cứ cho cái đẩy này về không. Rồi. Tắt, mà tắt. Để mà bật phát lên bục đấy. Vâng, đấy. Thì đúng anh, nhỉ? Vâng, anh cứ xong thì anh cứ ấy cho em. Đấy, giữ này, bật này lên này. Rồi. Và bật cái này lên nữa này. Đấy, thế là xong, cho anh 12 giờ thế là chặn. Mic cho anh một tí. Cứ để 12 giờ là tốt nhất. Vâng. Đấy. Thì tránh mà kiểu con nó nghịch mà anh nhà. Với mức này thì mình có thể là cho tùy ý. Một là anh vặn đúng này, hai là anh có thể là cho cái này lên thôi là thấy không? Nó đơn giản mà, cũng như điều khiển này thì mình ngồi ở kia mình điều khiển được. Đâu phải ra vặn. Vặn với cái này vặn nó nhẹ lắm anh ạ, hơi vặn này. Nên là mỏng luôn. Đấy. Cái này nó là của cái vang này đúng không? Vâng, của cái vang.